Ronaldo bị treo giò 2 trận vì chơi xấu tại siêu cúp Saudi Ả Rập. Cầu thủ siêu sao Cristiano Ronaldo bị treo giò 2 trận sau khi nhận thẻ đỏ đầu tiên vì thúc cùi chỏ vào đối phương trong trận Al Nassr thua Al Hilal 1-2 ở vòng bán kết giải siêu cúp Saudi Ả Rập hôm thứ Hai, 8 tháng 4, theo AP. Cầu thủ 5 lần đoạt quả bóng vàng và hiện đang là trụ cột của câu lạc bộ Al Nassr bị đuổi khỏi sân ở phút 86 vì húc cùi chỏ vào hậu vệ Alian Bulahi của câu lạc bộ Al Hilal. Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, siêu sao bóng đá 39 tuổi này có thể bị phạt thêm nữa vì chế nhạo trọng tài khi bị tống ra khỏi sân. Trong khi đó, huấn luyện viên Jorge Jesus của Al Hilal vẫn chống chế cho đồng hương Bồ Đào Nha. Ông nói, tôi sẽ không phủ nhận công lao của Ronaldo. Ronaldo sẽ tiếp tục là cầu thủ quan trọng nhất thế giới, là một tấm gương và một hình mẫu. Nhưng tính khí của Ronaldo là không chấp nhận thua cuộc nên mất bình tĩnh khi thua, cũng như mất tập trung về mặt cảm xúc và tinh thần trong những trận thua là điều đương nhiên. Thời điểm Ronaldo bị đuổi ra khỏi sân, Al Nassr đang thua 0-2 sau khi Salem Al Dosari và tiền đạo Malcolm ghi bàn đưa Al Hilal vào thế làm chủ của trận đấu. Tiền đạo Sadio Mane ghi bàn cho Al Nassr ở phút bù giờ nhưng Hilal cầm cự cho đến hết trận đấu với tỷ số 2-1. Hilal tiến vào vòng chung kết gặp Al Ittihad ở Abu Dhabi vào thứ năm này. Al Nassr đang đứng ở vị trí thứ hai của giải siêu cúp Saudi Ả Rập, kém Al Hilal 12 điểm khi còn 7 trận.